chim đó. Cái chim hả? Ừ. Coi chừng nóng nha. Nó cá này nó béo lắm con ơi. Ngon không? Ngon lắm, béo lắm. Chừng nóng nha. Wow. Nó mang thử cái chim nha. Thử có đi. cái chim không thích ăn. Thử thích ăn thử cái chim. Thử tí đi. Nóng quá. Ồ nó béo nè. Ồ, mới nóng. Mới nướng ra nó nóng hổi luôn nè. Ăn thử vô nè, nó mềm mà nó béo nè. Hình nó không có nóng, mẹ thổi rồi. Không tin ăn thử đi. Không có nóng, ăn thử đi. Trời ơi, nó ngon. Ngon không? Mềm ha. Mềm. Mà nó béo nữa. Anh hai khoái ăn lắm không? À. Trời ơi, cái này có ớt. Ủa ba với anh hai đi ăn hoài không ăn. Cái này có ớt mẹ ơi. Nè, ôi ơi, ăn vậy nó mới đã. Ồ, ăn vậy nó mới đã. Trời ơi, nó ngon. Béo không? Ủa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.